Onet VB đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thông tin Invest TV, cập nhật những thông tin mới nhất. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tin nhanh 5 phút hôm nay, ngày mùng 20 tháng 8. Và tôi là Tố Uyên, MC ảo của Invest TV. Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng việc lấy 800.000 mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 sẽ được báo cáo để lãnh đạo thành phố xem xét như một trong các điều kiện về việc có tiếp tục giãn cách hay dừng giãn cách. Việc có tiếp tục giãn cách hay không sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn mở hết trở lại, có thể sẽ không thực hiện chỉ thị 16 mà sẽ chuyển sang chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 19. Việc này sẽ được lãnh đạo thành phố cân nhắc và quyết định trong thời gian tới. Giấc mơ an cư lạc nghiệp của những người dân nhập cư vào Hà Nội sẽ ngày càng trở thành bài toán khó khăn khi giá chung cư không ngừng tăng cao, nguồn cung khan hiếm. Giá nhà tăng, nguồn cung nhà ở bình dân lại hạn chế, khả năng tiếp cận với căn nhà của người có thu nhập trung bình và thấp sẽ càng trở nên xa vời. Khó khăn càng chồng khó khăn hơn nữa khi nhiều người rơi vào tình cảnh bấp bênh thu nhập do dịch bệnh. Giá bất động sản tương lai sẽ tăng do một số yếu tố như giá đất trên thị trường sau cơn sốt nhiều nơi vẫn còn ở mức cao nên đền bù giải phóng mặt bằng sẽ cao, khung giá đất ở rất nhiều địa phương bị điều chỉnh tăng lên 15%, vật liệu xây dựng và các yếu tố đầu tư xây dựng đều đã tăng khoảng 50%, thủ tục phê duyệt dự án kéo rất dài do vướng mắc quy định pháp luật dẫn đến tăng chi phí và chi phí cơ hội. Như vậy trong tương lai, bài toán nhà ở cho người có thu nhập bình dân sẽ còn nan giải. Với chấp thuận của Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ gọi ô tô công nghệ gốc A của Gojek được ra mắt. Goka triển khai với đội hình ban đầu 50 xe. Dịch vụ mới này trước hết sẽ dành riêng phục vụ các y, bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu. Để đảm bảo phòng dịch, Gojek cho biết đội hình được thiết kế cao cấp với tên gọi gốc A Protect, có các tính năng an toàn và vệ sinh được tăng cường. Tất cả các xe đều trang bị máy lọc không khí nhằm vô hiệu hóa virus trong không khí. Theo thông tin từ cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 18 tháng 8 là hạn cuối cùng doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hơn 500.000 tỷ đồng phải nộp đủ số tiền theo đăng ký. Nhưng đến nay vẫn chưa có động thái gì cho thấy người sáng lập Nguyễn Vũ Quốc Anh của siêu doanh nghiệp này góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Và hồi cuối tháng 7 vừa qua, vị CEO siêu doanh nghiệp này cũng có buổi livestream ra mắt sàn thương mại điện tử cộng đồng USG. Tuy nhiên, suốt cuộc phát sóng trực tiếp, CEO này lại khẳng định không có tiền, chỉ có chất xám. Theo Global Times, Amazon đang chấn chỉnh các đối tác bán hàng trên nền tảng của mình với lý do mua đánh giá của khách hàng, với động thái đầu tiên là xóa hoàn toàn 50.000 tài khoản của Trung Quốc khiến doanh thu ước tính 15,4 tỷ đô la Mỹ tiêu tan. Được biết, các nhà sản xuất Trung Quốc làm mọi sản phẩm từ tai nghe không dây tới các món đồ dùng nhà bếp với mục tiêu chiếm thị trường Mỹ. Các nhà sản xuất này còn tạo điều kiện để người bán tặng rất nhiều phần quà cho người mua, thậm chí là tiền mặt để nhận về những đánh giá tốt cho sản phẩm của họ, cho dù đó là những sản phẩm nhái, kém chất lượng. Mạng xã hội lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ làm mọi cách để đảm bảo thứ tự kiểm duyệt, ưu tiên những bài đăng quan trọng được nhìn thấy trước tiên với sự trợ giúp của máy học. Giám đốc công nghệ của Facebook cho rằng nỗ lực tập trung vào AI của Facebook đang giúp triển khai công nghệ máy học để bảo vệ con người khỏi các nội dung độc hại. Với hàng tỷ người sử dụng nền tảng này, hãng phải dựa vào AI để kiểm soát thông tin và tự động đưa ra quyết định khi có thể. Một công ty Hàn Quốc có tên Dangun Market vừa trở thành kỳ lân mới của châu Á sau khi nhận được khoản gọi vốn 162 triệu đô la Mỹ. Được thành lập vào năm 2015, cái tên Dangun Market có ý nghĩa thân thiện là chợ trong khu phố của bạn. Người dùng có thể tiếp cận mọi thứ thông qua nền tảng này, từ giao hàng tươi sống đến các dịch vụ thiết yếu như dọn nhà, giáo dục, môi giới bất động sản, mua bán sản phẩm second hand như ô tô tại cộng đồng địa phương của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Onet và công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VB. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính bất động sản trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị tổng chương trình này ngày mai.